Bão số 9 áp sát tới Quảng Ngãi, hai người tử vong khi chẳng chống nhà. Bão số 9 đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên vào rạng sáng 28 tháng 10. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta trong 20 năm qua. Tâm bão đang cách Quảng Ngãi hơn 85 km, Bình Định 112 km với sức gió mạnh nhất 115-135 km/h. Dự kiến trưa 28 tháng 10, tâm bão di chuyển trên đất liền Đà Nẵng, Phú Yên. Dự báo đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Tây Nguyên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Thái Lan, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Quảng Ngãi cúp điện toàn tỉnh, đảo Lý Sơn có gió lớn. Lúc 8 giờ 40 phút sáng nay, tại Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa rất lớn kèm gió giật mạnh. Những tiếng rít dài của gió ngày càng dài và liên tục, nhiều mái tôn, cây cối ngã đổ la liệt. Các bảng hiệu quảng cáo của nhiều cửa hàng lớn bắt đầu bị thổi bay, gió quật biến dạng, nghiêng vẹo. Theo ghi nhận được, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trên toàn tỉnh đang mưa rất to, gió lốc mạnh, người dân không nên ra đường. Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 9. Tại đây, gió đang rít mạnh từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao 4-6 mét. Mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc một số mái nhà của người dân và trụ sở cơ quan, nhiều cây cối bị ngã đổ. Tại một số nơi, đường dây điện và viễn thông đã bị đứt gãy gây mất điện và mạng Internet. Nhiều tuyến đường đã được lực lượng chức năng phong tỏa, không cho các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều người dân đảo Lý Sơn cho biết, hầu hết những nhà cấp 4 ở đây bị gió mạnh quật tan tành, hàng loạt ngôi nhà bị xé mái. Theo báo cáo nhanh, Quảng Ngãi đã có 2 người chết khi lo chẳng chống nhà cửa. Đà Nẵng sơ tán hơn 90.000 người. Sáng nay ở Đà Nẵng, gió bắt đầu rít mạnh, do đã quen với bão lũ, nên người dân nơi đây hạn chế ra đường, chẳng chống nhà cửa để hạn chế thiệt hại. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức Đà Nẵng nghỉ làm để tập trung ứng phó bão số 9. Học sinh cũng được nghỉ học nên một số trường học cũng được dùng để làm nơi trú tránh cho người dân. Hàng chục khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng mở cửa mời người dân đến tránh bão. Đến 5 giờ sáng 28 tháng 10, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã kêu gọi hơn 1.200 tàu cùng hơn 7.000 lao động vào nơi tránh trú an toàn. Còn 2 tàu cá với 17 lao động đang hoạt động khu vực Nam Biển Đông của tỉnh Cà Mau. Chính quyền các quận, huyện, thành phố Đà Nẵng đã sơ tán hơn 90.000 người đến các tòa nhà kiên cố để tránh trú an toàn. Hiện thành phố chưa có thiệt hại do bão số 9 gây ra. Đề nghị Hải quân cử tàu lớn ra ứng cứu ngư dân trên biển. 8 giờ 30 phút, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gọi điện cho Thượng tá Ngô Đức Dũng, thuyền trưởng tàu kiểm ngư đang tham gia tìm kiếm, cứu hộ tàu của Bình Định gặp sự cố. Cố gắng nhé, trách nhiệm của thuyền trưởng và các thuyền viên rất cao. Phó Thủ tướng động viên Thượng tá Dũng và dặn dò các thành viên tàu kiểm ngư tham gia cứu hộ chủ động đảm bảo an toàn, tùy cơ ứng biến. Hiện hai tàu kiểm ngư đang đi ngược hướng bão để tìm kiếm cứu hộ các thuyền viên còn mất tích trên hai chiếc tàu của Bình Định bị chìm. Sau đó, Phó Thủ tướng gọi điện thoại cho Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị cho Hải quân cử tàu lớn hơn để ra ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển.